Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay trở lại với các bạn Đó là một cái mẫu đầu sừng bò châu Phi cổ dài Đó, cái hàng của mình nó là mẫu đầu cổ dài Thì các bạn thấy được rằng cái phần cổ ở bên dưới nó rất là to và nó rất là dài các bạn nhé Thì cái mẫu sừng này, mà những cái mẫu đầu cổ dài thì bao giờ sẽ gắn liền với những cặp sừng rất là to khủng Thì các bạn quan sát thấy được rằng đây là kích thước thông số của cái mẫu đầu này Đó, cái này của mình dài ngang là 144 phân và vanh là 55 phân đó thì các bạn thấy được rằng là cái cặp sừng này nó rất là to đấy. Bình thường các cái cặp sừng nhỏ thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm vanh độ 25 cho đến 30 hoặc là 35. Còn cái mẫu của mình này là vanh tận 55 cơ. Thì những mẫu đầu sừng khủng thì mình phải gắn với đầu cổ dài thì trông nó sẽ rất là cân xứng. Đó thì để mà trưng bày về cái mẫu khủng như này thì chúng ta cũng cần cái mẫu không gian của gia đình các bạn cũng rất là rộng. Đó thì nên các bạn nào mà thích với những mẫu không gian khủng rộng mà trưng bày với những mẫu như này thì các bạn có thể inbox với mình nhé đó thì hàng của bên mình đó là sừng thật ra thật một trăm phần trăm luôn đó đây mình đang quay giúp các bạn uh, xem cái phần da của cái mẫu đầu bò này nếu thì ngoài ra bên mình còn có rất là nhiều mẫu khác thì các bạn có thể xem thêm ở trên kênh của mình các bạn nhé cảm ơn các bạn